Hello, đây là một clip rất ngắn, có khả năng nó sẽ là clip ngắn nhất trước giờ của mình. Đây, mình sẽ cho anh em coi. Đây là con, mình nhìn chân của nó thì mình đoán nó là con Yellow Snow. Chân và cái vây cam cam ở trên lưng nó đó, thì con này là con Yellow Snow. Chờ tí, mình sẽ zoom sát lại cho anh em nhìn cho nó rõ ha. Đây, mọi người thấy con này. Đây là một con noi mà bạn có thể thấy rõ tình trạng của nó hiện tại. Ok, khi mình zoom lại bạn có thể thấy rất rõ là cái miệng nó đang đảo, tức là nó chưa chết. Ok, hôm nay bạn có thể thấy có một con tép nhỏ, một con white sock, white onyx mới đẻ. Ok, con đó để nói sau ha. Nhưng mà tạm thời mình sẽ nói về con Yellow Snow này. Đây là con Yellow Snow, nó vừa mới lột vỏ xong và nó bị một cái tình huống mình cảm giác là nó lột vỏ không hết. Nào bạn thấy không? Cái phần đuôi của nó thì mình thấy nó lột vỏ gần hết rồi. Nhưng mà ở giữa người nó đó thì cảm giác như là nó lột chưa xong. Và đó, tức là nó lột được cái phần đuôi, phần ở cuối đuôi và phần ở phần ngang ngang đầu thôi. Còn cái phần thân của nó lột không xong. Thế nên nó bị tình huống giống như là nó bị yếu và sắp chết á, và nó bị đồng loại tấn công á. Lúc sáng nay khi mà mình mở đèn lên, mình ngồi mình coi tép một hồi, thì trong lúc mình coi thì mình thấy nó bị mấy con yellow shit, à không phải, bị mấy con white onyx khác cắn các kiểu. À nè, bị mấy con màu trắng trắng này nè, bạn thấy mấy con yellow shit này nè, đó cắn. Thế nên mình mới tắt đèn để cho nó đỡ sợ. Thì sáng thì nó đứng ở đây, hồi nãy lúc mà mình quay cái clip này thì mình bật đèn nó lại thì nó lại chui vào góc này rồi. Tức là nó yếu lắm rồi, nó ở cái tình huống gọi là yếu cực kỳ rồi. Chỉ con cái là nó chưa chết thôi. Chưa chết hoặc là chưa kịp chết thôi. Hôm nay thì mình mới có dịp quay được cái cảnh như thế này. Còn mọi ngày á, mình bật đèn lên, mình quay ca xong thì mình thấy gần như là lúc đấy nó chết mất tiêu rồi. Nó bị những con khác cắn các kiểu. Ok, nhưng mà cái tình huống mà nó bị cắn á là cách đây khoảng gần một tiếng. Từ đó mình tắt đèn thì mình tưởng là nó chết rồi, tại vì lúc đấy mình thấy nó đứng im ru à. Nó bị những con khác bu lại tấn công, cắn. Đứng im ru thôi, đứng im ru chịu trận á, tức là nó không phản ứng được cái gì, nó yếu lắm rồi. Thì mình thấy thế. Nhưng mà mình cũng chẳng biết làm gì với cái tình huống này cả. Tình huống này nó như vậy thì chịu thôi, chứ biết xử lý thế nào bây giờ. Đó, thì mình cũng cố gắng là lúc đấy mình thấy thì mình lấy cái nhíp á, mình đẩy cái con tấn công của nó ra, mấy cái con wild đít này nè, đẩy nó ra khỏi chỗ khác để nó đừng cắn con này nữa. Sau đó mình tắt đèn đi để xem coi tình huống tiếp theo như thế nào. Thì mình thấy mình tắt đèn một tiếng đồng hồ rồi, mình đã đứng ở khúc này, khúc ngay khúc đầu clip mà mình quay á, thì mình tưởng là chắc nó chết rồi. Thế nên mình tính bật đèn lên rồi để quay lại, để quay lại clip. Giống như đây, clip này là một clip giống như là tư liệu ấy. Nhưng mà khi mà mình bật đèn nó lại thì mình lại thấy nó chui ra góc này. Nó trốn được từ ở đầu đi đây đi vào trong này, có nghĩa là nó vẫn đi nổi. Bạn mình hôm nay thì có một ít con yellow wild ít con ha, mới đẻ. Đó, thì mình muốn nói về cái vấn đề tép lột vỏ xong bị tấn công á. Nhưng mà trong lúc mình đang tính quay tư liệu, đây có một tép con. Ủa, con này không phải, con này con thứ hai, con này con khác. Con này cũng là một con tép con khác. Ở đây một con khác nữa nè, đó. Mình cứ tưởng con này là con hồi nãy, nhưng mà không phải, con này là con khác. Đây. Well need con màu trắng, chân nó sạm sạm. Ở đây có một con. Còn con đây. Đó, thì cái đuôi nó bạn thấy không? Bạn thấy rõ phần thân của nó là có thể bạn thấy rõ thịt luôn. Đó. Sometimes thỉnh thoảng từ cái thời điểm mà mình nuôi cái đám, từ cái thời điểm mà mình nuôi cả shit, cả noi, cả white onyx các kiểu như vậy nè, tức là mình thả nhiều loại một lúc á và bể, thì mình mới bắt đầu gặp tình huống mà lột vỏ xong bị tình huống như thế này nhiều. Đặc biệt là nó lại luôn xảy ra ở các thời điểm sau lúc mình cho ăn. Thì hôm nay là hôm khoảng thứ 3 thì phải. Thì hôm thứ 2 hôm nay là hôm thứ 2, hôm nay như là thứ 3, thì hôm chủ nhật hay là thứ 7 gì đó,
mình cho anh. Không hiểu tại sao luôn, cứ mỗi lần mình cho anh thì vài ngày sau là mình thấy bọn tép nó lột vỏ và nó bị tình huống như thế này. Đó, một trong những lý do mà khiến mình nói là mình giờ này mình cũng hãi vụ cho anh, là chắc sau vụ này mình hết chấm cho anh luôn. Nè, cứ mỗi lần mà mình cho anh xong thì nó nảy sinh tình huống như thế này. Tép lột vỏ, tép lột vỏ. À, và tép lột vỏ xong tép như thế. Mình cũng chưa hiểu vấn đề do cái gì. Rồi, tiện thể thì hồi nãy mình thấy có mấy con quay nít nhỏ. Thế nên bây giờ mình sẽ đi sụp sụp, đi lùng sụp một vòng xem coi có con quay nít nhỏ nào nữa không. Hồi nãy mình thấy có hai con ở bên góc bên phải của bả đó. Còn okay, hôm nay mình đi săn mấy con tép con đó, mình phải zoom cái camera lên. Sau đó là dí nó vào mình, vào bả. À, ở đây có con nữa nè. Đó. Thì mới nhìn được cái đám con này, mẹ ơi, nó nhỏ xíu, nó nhỏ như cục phân nền đó hả nè. Mà thấy chưa, chưa kể nó lại màu trắng nữa. Nhìn không thể nào mà nhìn nổi, quan sát bằng mắt thường được luôn. Phải xài camera, mẹ đi từ từ như vậy. Sau đó đi tới đâu thấy tụi nó thì mới quay được thôi. Đó, nói chung có bọn họ mình thấy được 3 con rồi đó. Mình quay góc ngoài thôi nhá, góc ở trong hay là hang hốc gì đó thì kệ xác chung nó, chứ đèn mòn mình quay thôi. Ủa, cái con hồi nãy rồi là thực ra thì trong bả mình á, mình cũng đã làm rất nhiều. À, nó giống nó góc này nè. À, mình cũng biết được là đứng ở góc này nó có thể chịu đựng được đến được mấy giờ nữa. Mình đã từng gặp vài con quay sóc cũng bị tình huống như thế này, cũng bị đồng loại tấn công. Mà hôm đấy mình thấy kịp, mình tắt đèn đi thì mình thấy tụi nó sau một hồi dãy dụa. Ngày đó mình nhớ mình có quay clip nó dãy cho này nè, nó dãy một hồi xong thì nó cũng, mình tắt đèn đi thì hôm sau mình thấy nó cũng có sống. Tức là nó cái giai đoạn sau khi mà cái giai đoạn nó tê tái nè, bây giờ mình thấy không, có một con bay nít chạy lại nó cầu. Người nó bị cắn kiểu đỏ hết lên rồi, thấy không, giống như là xích. Trời, nói chung là cái con tép mà nó đã không có vỏ, tép thì nó đã yếu lắm rồi. Cái vỏ là cái phần bảo vệ nó mỏng ten thôi, mà nó đã lột ra rồi. Thì trong lúc nó lột cái vỏ, nó người nó còn thịt không mà nó rất là yếu, cực kỳ yếu luôn. Con khác chỉ cần khèo nhẹ, cắn nhẹ và đó là chảy máu rồi xích xẹo các kiểu. Mà đó thì giai đoạn lột vỏ tép nó yếu lắm. Nên thông thường mình nuôi mình cũng cố gắng là tạo thêm nhiều một số cái vị trí kiểu như này nè, hang hốc để cho nó trốn á. Rồi ở những cái bể tép âm thì mình hay để rêu tạo một phần là như thế, để nó trong trường hợp nó lọt như thế này nè, những cái thời điểm khó khăn của tụi nó thì nó trốn được thì nó sẽ trốn á. Còn trong trường hợp mà một số con nó trốn không nổi á thì chịu thôi nhá. Tại vì nói chung là bạn đã có hết sức gọi là setup cho nó những cái vị trí hang hốc cho nó trốn rồi, mà tới lúc nó bị cái gì á, lột vỏ nó không trốn thì cũng chịu thôi, chứ những cái tình huống đấy mình cũng không biết đường nào bị xử lý nữa. Đây. Ồ, bây giờ góc này có đến 2 con luôn. Nè mà ha. Thì mình tính ban đầu thì mình tính quay mấy cái con lột vỏ này thôi. Con Yellow Snipe lột vỏ mà bị tấn công và sắp chết đến nơi nè. Ừ, mình tính quay nó thôi. Nhưng mà lúc quay thì mình lại thấy hai con wild nít con mới đẻ, nên tiện thể mình cũng quay xíu luôn. Bởi đây nó đẻ nó nhạt màu hơi trắng nhất. À, ở đây có thêm một con nữa nè. Nói chung nó đẻ được một ít rồi. Nói chung lúc mà nó lại xả trứng đẻ con á thì thông thường nó sẽ xả rất là nhiều, sẽ xả đều lắm. Tại vì nó cùng đợt á, nó mà xả được thì những con khác nó xả. Thông thường nó xả được như vậy nè, có nghĩa là thông số này nuôi được, sẽ nuôi được dòng này. Đó, bạn thấy không? Nói chung cứ có tép con là có nghĩa là nuôi được cái con tép đó ở thông số này. Nè, con này nó bắt đầu đi ra khóc khác rồi. Nói chung mình cũng chịu thôi ha. Mình cũng không biết đường nào để xử lý những cái tình huống kiểu này. Mình đã làm cho nó một cái lỗ như thế này rồi, để nó chui vô. Lúc mà mình quay vào mình thấy có một con hình như nó cũng mới lột vỏ hay sao hả? Hay là phải không ta? Mình thấy nó hơi trắng trắng. Nè, đó, cứ mình cho anh, hôm nào mình cho anh là mình thấy tép nó lột vỏ. Bạn thấy không? Nó lột vỏ ở trong này, nó lột vỏ xong và nó bị xuất hiện tình huống như thế này nè. Đó, mà cứ cho anh là bị thôi. Không cho anh thì chẳng sao. Ừ, không cho anh thì bình thường. Nhưng mà cứ cho anh một phát, vài ngày sau là lại có con lột vỏ và bị chết, hoặc là bị tấn công như thế này. Đó.
Nè, bạn có thể thấy cái vỏ lột ra nó rất là chắc không? Ừ. Đây cũng có thể là hậu quả do cái việc mà bạn nuôi với cái thông số khoáng quá cao á. Thì ở cái thời điểm mà mình nuôi với cái thông số khoáng trên 400 á, cho cái bể này nè, mình cũng dự kiến là nó sẽ xuất hiện những tình huống như thế này, đó là vỏ nó dày quá, nó lột vỏ cực kỳ khó. Ừ, thì khoáng quá cao mà, thì nó sẽ lột vỏ rất là khó. Cái đó là đúng về mặt lý thuyết luôn và đúng về mặt thực tế luôn. Nhưng mà ở trong cái thời điểm mà mình lúc mà mình nuôi với cái thông số trên 400 á, thì lý thuyết là nó sẽ rất là khó lột vỏ đúng không? Đó là sẽ dễ xuất hiện những tình huống như thế này. Nhưng mà vấn đề là mình nuôi 6 tháng hơn với cái thông số này, thì mình lại thấy wild nip. Đây là những con như thế này, đất sao cả, ừ, vẫn sinh sản, vẫn đẻ nè, bình thường như chưa hề có một cuộc chia ly. Thế nên mình vẫn duy trì thông số đấy. Thực ra thì mình vẫn duy trì thông số đấy ở thời điểm này luôn, vẫn ổn. Nhưng mà chỉ có khi nào mình cho ăn thì nó lại xuất hiện tình huống này. Đó, cái kiểu như khi mình cho ăn xong ấy, mình không biết tại sao nhưng mà mình có cảm giác là mình cho ăn cái thức ăn đấy đấy, nó kích thích cái con tép, nó lột vỏ. Không hiểu nữa, kiểu như vậy, cảm giác thôi. Nhưng mà cứ mỗi lần cho ăn là mình sẽ thấy có một con lột vỏ. Và cứ có con lột vỏ như thế này là sẽ xuất hiện tình huống như thế này. Mọi hôm thì có hôm mình không kịp nhìn, kiểu như mở mắt dậy thấy chết rồi, đâu kịp nhìn. Nhưng mà hôm nay thì mình kịp nhìn thấy tụi nó, thấy cái con nó lột vỏ xong nó bị cả lũ mẹ góc này nó out focus kinh quá, không cách nào để lấy focus được cái con đó. Những con ngoài này thì focus dễ nè. Đó. Cho nên chắc ok, thôi sau bữa nay. Sau bữa nay thì thôi, em xin tuyên bố là em em sẽ cho ăn ít, thật ít lại. Toàn em cho ăn một lần thôi và em cho ăn ít lại thôi. Hôm nọ lúc mà mình quay cái clip chỉ thay cục súp đấy, mình cho ăn một cục thức ăn to vãi đái rồi mình kêu là đây là bộ cuối cùng mình test cái vụ lại cái vụ này á. Ờ. Và đúng là cứ lần nào cho ăn là xuất hiện tình huống đấy. Thôi mình thế nên từ bây giờ trở đi mình không test nữa nhá. Mình nuôi như bình thường mình hay nuôi thôi, mình không test nữa. Tại vì cứ mỗi lần test là thấy có một con mẹ bổ nhào đó như thế này. Tội tụi nó lắm. Ừ, thế nên thôi. Sau hôm nay thì mình quyết định là sẽ không chơi cái trò cho ăn cục súc, test cục súc như lần trước nữa. Ừ. Bây giờ mình nuôi như kiểu mình hay nuôi thôi. Ừ. Rồi, đó. Mặc dù mình nói là cái clip này sẽ là clip ngắn nhất trước giờ nhưng mà cũng 12 phút rồi. Ừ, đây có một con thôi. Tiện thấy mình quay một vòng, tiện thấy quay á thì mình quay một vòng luôn. Xem coi có con gì mới không. Trong hang hốc này gần như là đều là shit với noi cả. Shit noi hay trốn trong hang này lắm. Ừ. Thôi được rồi, mình sẽ tắt đèn tiếp nhé. Rồi mình xem coi. Mình hy vọng là con đó nó sống được tới... Nó sống được, mình hy vọng vậy thôi. Lúc mà bạn tắt đèn đi á, tép nó sẽ dịu hơn, nó ít cắn nhau hơn, thì nó hạn chế được cái chuyện đỡ được một phần nào cái con đó nó bị tấn công. Tại vì cái kiểu như nó yếu á, mà nó còn chui được vào cục lỗ chui ra để nó trốn á, thì còn được. Nó yếu tới mức độ mà nó không dám, nó không đi nổi nữa rồi thì chịu ra, tình huống đó thì chịu rồi, không cứu nổi rồi. Ừ. Rồi ok bye.